Vâng, hôm nay em Tuấn giới thiệu đến các bác xem nào. Ngoài cái ổ sạc điện kiêm sạc điện thoại này 5V này ra, hôm trước em có giới thiệu cho bác rồi đấy. Loại này cảm ơn các bác nhé. Vừa về có 50 cái mà các bác nhoàng cái hết luôn. Đây. Những đơn này em đang nợ thì mai kia em trả. Cái mặt điện đây là cái mặt nó ốp vào bình thường. Các bác đã có clip em hướng dẫn cho bác rồi đấy. Thay báo cáo bác là bác thay ổ điện nhà bác chỉ mất đến 5 phút là lâu nhất. Thay nó zin theo tiêu chuẩn quốc tế luôn ạ. Có cả chân đấu đất cho bác. Chân đấu đất và ổ ba chân. Ba chân, hai cổng sạc điện thoại USB. À, bộ này để cho các bác là mức giá 290.000 thì báo cáo các bác là hôm trước các bác đặt là nhiều rồi nó hết đấy. Có một số bác là vừa đặt tiền tiếp, bác đợi hộ em là mai khi em giả nốt nhé, giả nốt cho các bác. Với một bộ chọn bộ như thế này, mức giá 290.000, 290.000. À, còn những sạc điện thoại này chút em giới thiệu cho bác mức giá giật mình hết cho các bác luôn nhé, 290.000. Báo cáo các bác là bây giờ các bác chỉ cần mua một cái củ sạc điện thoại nhé, bác cắm vào đây. Đây để em đây em hình dung luôn ra. Chỉ nói như thế này thì nó nhanh đúng không ạ? Bác, cái độ an toàn nó rất cao ở đâu ạ? Bây giờ các bác muốn sạc điện thoại thì bác vẫn phải cắm vào đây đúng không ạ? Cắm vào đây. Thế nhưng mà cái này nó rất là nguy hiểm cho trẻ em, là khi rút ra nó chưa hết đấy, thì trẻ em nó sẽ bị sờ, hay bị sờ vào đây, điện này nó hay bị giật, nó rất là nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì đã ra những cái cổng sạc trực tiếp có 5V thôi. Ngoài ra thì những cái mặt 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 áp này này đã có bảo vệ. Các bác để thì bác cầm bác chọc này không bao giờ vào để tiếp điện được vào tay cho các bác, đừng nói trẻ con nhé. Này em ấn không thể bao giờ vào được, được chưa? Bảo vệ rất là tốt luôn, nó có chống giật cho trẻ em cắm nghịch rất là tốt đấy. Mà ngoài ra là khi các bác muốn đóng muốn muốn cắm được vào ấy thì các bác phải nghiêng một góc nó tầm 30 độ này, này lắc nghiêng này mới vào được, chứ bác cắm thẳng trực tiếp này, em đố bác nào đấy chỉ có vỡ hỏng đồ thôi. Hơi lắc này mới vào được chưa? Đấy, con này là sản xuất nó thiết kế cái chống giật rất là tốt. Mức giá 290.000 một bộ này, nếu mà tính như thế thì rất là rẻ. Bây giờ bác đi mua một cái bảng điện có hai ổ cắm như thế này nhé, bảng điện ở ngoài ngoài chợ đi, hai ổ cắm như này, kể cả Sino hay Pana cũng vậy, thì các bác cũng phải mất tiền trăm trở lên rồi nhé, một cái bảng như thế này tiền trăm 200. Thế bây giờ một cái bảng như này có 290.000, có ổ cắm đẹp cho bác, lại có cả sạc điện thoại nữa, mà cái bo sạc điện thoại trong này em đã khui cho bác rồi, cực kỳ tuyệt vời luôn, họ làm rất là tốt, 290k một bộ. Đấy, thế để như vậy thì đây là với cái vấn đề là của cái sạc điện thoại. Tiếp tục sang bên đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác là ba mặt hàng sạc dây sạc điện thoại. Dây sạc điện thoại thì có ba loại dây, một là dây sạc cho iPhone, một là dây sạc cho những dây truyền thống ấy, như điện thoại Android, có nghĩa là dây phổ thông của mình, và một loại dây tai si. Thì báo cáo bác là ba loại dây này nhà sản xuất người ta đã dập giá lên rồi, dập giá trên thị trường, dập giá combo hàng dây xịn cho bác nhé, 5V 2,4A luôn, dây xịn cho bác luôn ạ, được chưa? Và bên đây là những dòng dây, báo cáo các bác là tại sao bây giờ các bác được hưởng cái giá rẻ này, bởi vì là nó cũng do tình hình dịch bệnh bác ạ, tình hình dịch bệnh nên là một số siêu thị lớn, doanh nghiệp siêu thị lớn họ phải đóng cửa, họ không bán được nữa, thì bắt đầu họ đẩy ra để cho anh em bán cho các bác, mua online xả hỗ trợ cho các bác, được chưa? Từ 300.000 mà bây giờ chỉ còn 1 triệu, à chết, còn 130.000 một bộ. 130.000 một bộ là mỗi một bộ mộ như này, trong này có 3 sợi dây nhé. Em sẽ mở cho bác xem này. Dây thì các bác yên tâm đi. Này, đây. Dây tất cả đều được kết nối bằng sợi dù hết. Bằng sợi dù hết tất cả các bác ạ. Đều bằng sợi dù ạ. Trong này có 3 sợi dây. Và 3 sợi dây này nó có độ dài khác nhau. Bình thường nó 300.000 mà bây giờ 1 triệu 3, được chưa ạ? Đây là dây sạc của Taixi. Các bác nhìn cổng Taixi chưa? Đây cổng Taixi đây. Đấy, nó có 3 bộ này. 3 bộ này rất tiện cho các bác, là bác nào vào dùng cắm cho xe ô tô ở ngay chỗ hốc, chỗ cái chỗ mà yên ngựa ấy. Đấy. Dây chỉ cần ngắn như này rất là tiện vậy, đúng không? Đối với lại con này là dài 30 cm. Đấy. Dây thứ hai. Con này chắc nó phải dài xem nào. Dây thứ hai dài 1 mét. Dây loại thứ hai 1 mét trong cái bộ 130.000 nhưng có 3 dây. Loại thứ hai là dài 1 mét. Đây, dây dài 1 mét. Và cái dây thứ ba này nữa.
Đấy, cái dây thứ ba này thì báo cáo các bác là cái dây thứ ba này, em xem này. Nó dài đến 2 mét bác ạ, dây thứ ba dài 2 mét luôn ạ. Dây thứ ba dài 2 mét luôn. 2 mét luôn, được chưa? Dây thứ ba này dài 2 mét. Và báo cáo các bác là bây giờ bác mua 130.000, các bác được 3 bộ dây này. Đây là dây tai xi nhá. Dây iPhone đây, iPhone cũng như vậy, chiều dài cũng như vậy luôn. Đây em bóc iPhone. Tất cả đây iPhone, chiều dài cũng như vậy luôn. Cũng 3 sợi iPhone đây ạ. iPhone đây cho bác nhé. Bác để em quay này cho bác nhìn cho nó dễ, nó sáng đây. iPhone. Đây là dây cắm cho iPhone. Cũng chiều dài của 3 dây cũng như vậy. Giá cũng 130, một bộ 3 dây như này. Nào. Và đây, tiếp tục là cái dây phổ thông này nữa. Dây sạc phổ thông này thì điện thoại nào các bác cắm được, tất cả các loại điện thoại bây giờ đều là dùng dây phổ. Dây này nó gọi là dây gì vậy? Em quên mất, em không chuyên bán điện thoại. Đây. Đây dây phổ thông, cái giắc cắm của nó đây. Bác nhìn, này. Dây này rất là phổ thông bởi vì là tất cả các loại điện thoại hoặc là các thiết bị sạc bây giờ nó dùng dây này rất là nhiều. Dây tai xi nó chỉ là mới thôi đấy, dây này. Bác nhìn chưa? Đấy, dây này. Cũng 130.000 một bộ, 3 dây, chiều dài như nhau tất. Chiều dài là một cái 30 phân, một cái 1 mét và một cái 2 mét. Ba cái này. Bác nào có điện thoại như nào thì bác đặt mua. Thì các bác mua một bộ này thì bác có thể dùng một cái dây nhưng 30 cm này cho ở hốc trên ô tô, một cái 1 mét ở cho phía sau chẳng hạn, hay là một cái mét rưỡi, 2 mét ở cho cổng sau của sạc ô tô. Nói tóm đi tóm lại là trên ô tô mình bây giờ cổng sạc USB rất cần những cái này. Và đặc biệt là như các bác nào dùng gia đình cái này nữa, ổ này thì đây. Nó cắm vào nó là đây luôn ạ, bác ạ. Đây. Chung nó vào đây. Đấy. Về các bác chỉ cần cắm như thế này thôi là xong. Đây ạ, bác nhìn thấy chưa? Đây. Hai cổng sạc điện thoại hai bên và hai ổ điện hai bên. Ok chị ạ. Đấy, cổng USB luôn. Con này là 290.000. Còn chọn một bộ như này, iPhone cũng vậy mà Type C cũng vậy mà cổng sạc chân dẹt đấy, sạc cho các loại điện thoại, các thiết bị bình thường, cái loại bình dân nữa đều là 130.000. Một bộ này, một bộ gồm có 3 sợi các bác nhé. Một bộ gồm có 3 sợi luôn, một sợi là 30 cm, một sợi 1 mét và một sợi 2 mét. Tất cả các sợi này đều được bọc vải dù, chất dù rất là bền luôn. Và hàng này thì báo cáo các bác là đây, thương hiệu thì người ta đã trên này rồi. Còn cái lút thì virus gì đây, virus gì đây. Giá đây. Tất cả các giá báo cáo các bác là cáp nào cũng vậy thôi, nó vẫn là một thương hiệu. Nhưng mà ví dụ như là tất cả họ đều thôi cho các em là đây, tất cả đều là 130.000 một bộ 3 dây. Như thế cho các bác nhanh nhé. Và trên này, trên giá dập của người ta toàn 200-300.000 hết nhé, toàn 200-300.000. Là 200-300.000 là các bác không mua được, để ship tận tay luôn cho các bác luôn. Được chưa? Một combo này 3 bộ luôn. 3 dây 30. Quá tiện cho các bác ạ. Các bác cứ ở nhà em ship đi tận giường cho các bác luôn nhé. Ship tận giường cho các bác. Và tất cả gia đình nào thì thấy ai cũng vậy thôi, không có gia đình nào không cần những thiết bị này. Đây là những thiết bị không thể thiếu trong các gia đình các bác. Và dây thì là phải nói luôn là độ bền tuyệt đối rồi. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Còn con này thì em đã có bản giới thiệu test demo cho bác rồi. Con này các bác thay ổ điện cho gia đình các bác chỉ thay chỉ mất tầm khoảng độ. Em thay hôm trước em quay clip cho bác em thay, em có đi gắt cầu dao mà mới hết có 5 phút. Em hai lần đi đóng cầu dao em mới mất hết có 5 phút. Đấy em thay trong ổ điện gia đình. Nói tóm lại các bác nào thay lâu nhất thì mất 10 phút là xong bảo điện gia đình. Lắp vừa zin tất cả các loại ổ điện nha. Lắp vừa tất các ổ điện. Đấy. Bắt đầu có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn ạ. Em ship cho các bác luôn. Tất cả các bộ này luôn. Một bộ này gồm có 3 dây. Bây giờ các bác cứ ra chợ, bác ra cửa hàng điện thoại, bác mua một dây các bác đã mất tiền trăm rồi. Chứ không nói là một bộ này 3 dây, được chưa? Bác ra cửa hàng điện thoại, bác mua một dây nhé. Em chỉ cần bác đi bác mua một dây này thôi, bác đã mất tiền trăm nghìn rồi. Bởi vì là dây rẻ thì bây giờ ít người bán lắm. Bởi vì dây rẻ cái chất lượng truyền tín hiệu, chất lượng sạc nó kém, nó chập chờn. Những người bán lắm. Mà những cái loại dây như thế này thì bác mua phải tiền trăm một cái rồi. Chứ làm gì các đứa bác được 3 cái. Đúng chưa? Đấy. Rồi, bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Em cảm ơn. Hàng lỗi em đổi luôn cho bác nha. Bác yên tâm nha. Lỗi đổi hết.
lỗi em đổi và cước em chịu, các bác không phải lo. Khi hàng mà lỗi bác cứ gửi về đây cho em, cước em chịu tất.